Trung Kiên chào anh em nhá. Con anh trai từ Hà Nội, anh ấy phi xuống tận nhà em, anh thấy cái càng anh em này. Đấy. Đầu tiên anh xuống bảo Kiên ơi, chú kiểm tra anh cái xe nó làm sao nó bị lệch. Em bảo thế thì để cho thợ kiểm tra. Thợ kiểm tra xong thợ nói luôn là cái này do cái càng cũ của anh này, do nó đắp vá là hàn nhiều rồi thì nó bị lệch. Thế anh mới bảo là ok thì em thay cho anh đi. Đây, thế là thay vào đây. Ok rồi, ngon anh rồi, bắt đầu thì anh mới nói ra là anh đã đi mấy cơ sở rồi nhưng vẫn bị. Đây, anh em nghe anh ấy nói nhá. Đây là thực tế nhất. Đây anh em nhá, căng đét này nhá. Đây anh xác nhận giúp em nhá, không thì sau này về nhà em ăn tiếng này. Đấy, căng đét nhá. Biết thế che cái biển số nhỉ? Không sao. Không vấn đề gì, ai biết cái biển số đâu, mà chính để biển nào. Anh em nhìn này, tức là chỉ thay cái càng mà được cân luôn. Tóm tắt này, có chuyện cho nó vui vẻ này. Là em làm nghề ấy, thì là em luôn luôn cần video. Thì hôm nay có anh trai ở Hà Nội xuống nhà em, tuy có 20 cây thôi. Là anh có đến mấy cơ sở sửa xe, chứ không phải là bảo buôn bán xe mà nói xấu nhau. Thì có phán người thì phán khung, người thì phán càng. Và anh đã nắn 2 lần càng rồi, mỗi lần mất 250. Nhưng mà cũng không hết bệnh và người ta vẫn lấy 250. Và anh ấy không hết bệnh, anh ấy có đến nhà em này, quyết định đến nhà em thay cái càng. Đấy. Thay cái càng chỉ có hơn triệu tí thôi. Thay vào cái là nhìn bánh một phát xong ngay. Đấy, không phải làm cái gì cả. Chính xác. Đấy, chứ nếu mà vô tình hôm nay nếu mà anh mà không đủ thông minh, anh định đi nắn khung chẳng hạn thì tự dưng người ta ép cái khung phải lắn theo cái càng thì tự dưng nó thành lệch. Nó vứt đi luôn, không vứt đi mà nó sẽ mất thời gian xe mà. Xe nó nhầu rồi lại không lát rồi thì vứt đi. Đấy, như kiểu là mình làm cho xong việc đấy. Đúng, chính xác. Còn đây là được việc anh em nhá. Đến với Trung Kiên nó là thế. Đấy, Trung Kiên chào tất cả anh em nhá. Đây là thực tế video quay có thể nào quay như thế. Vâng. Chào anh nhá. Ok. Anh em nhá, tạm dừng video. Đấy còn video là có thể làm quay đúng như thế. Anh em nhá. Em cảm ơn anh em ạ. Trung Kiên Moto chào anh em nhá. Hôm nay có ông ấy không tiện lên mặt, gọi là qua thôi. Đây, tức là chiếc xe này của anh là biển 29F494, anh mua lâu chưa? Mua được 5 rồi. Thế hôm nay anh đến với em mình một bức luôn, nó làm sao? Anh cứ nói thật. Xe của anh đi thì một thời gian anh thấy cái đuôi xe nó lệch rất là nhiều. Và anh thấy đi thì thấy đi rất là thấy đuôi lệch thế này nhìn trước tiên nhìn là xấu. Rồi. Cái xe nhìn đuôi nhìn là xấu cái xe. Vâng. Thứ hai là đi nó lệch thì xe nó không được cân đi chối á. Vâng. Thì anh mới đi em qua chỗ mấy thợ sửa chữa cũng lâu năm ở gần nhà thì đều phán bệnh lung tung hết, sửa con không mất tiền oan. Vâng. Thế là hôm nay anh rảnh việc anh quyết định là đem xuống chỉ có chỗ em khắc phục mấy. Anh nghĩ là cảm thấy yên tâm. Vâng. Ừ, em xuống nhờ em cho thợ xử lý. Bây giờ thì cho đến lúc này thì tuyệt vời. Nhưng anh ra như thằng khác thì nó phán cái gì? Phán là chỗ thì phán là lệch càng, chỗ phán lệch khung. Vâng. Ừ. Thế anh đã xử lý ở chỗ nào? Mấy chỗ rồi? Xử lý qua 2 chỗ rồi nên không tiện nói quê tên cửa hàng. Vâng. Ừ, nhưng hôm nay anh rảnh em cũng qua chỗ em là cho thợ xử lý giúp anh như này là tuyệt vời. Vâng. Ừ, rất là cảm ơn em và anh yên tâm. Đấy nha, có nghĩa là anh em nhá, mình làm cái video này thì đúng là anh riêng quan điểm mặt ngại. Đúng rồi, riêng quan điểm của em thì không bao giờ em nói xấu chỗ nào cả. Ừ. Nhưng đây là thực tế, đây không phải là cái chỗ bán cửa hàng mà nói xấu. Mà thợ sửa thôi. Mà sợ sửa. Video thực tế. Thợ đi sửa. 20 cây xuống thế này. 20 cây. Ừ. Thợ sửa. Cái thợ sửa đấy là có tiếng luôn đấy. Có tiếng. Nhưng mà phán là phán chuẩn. Phán, có phán càng. Phán là càng lúc tung hút. À chứ không phải phán càng. Thế là phán cả khung. Chỗ thì phán khung lệch, chỗ phán càng lệch. Vâng. Ừ, thì qua chỗ em thì cân tương đối. Nhưng anh đến nhà em 2 lần rồi đúng không? 2 lần không gặp được. Ai đồ. Thế cả hôm nay anh đến nhà em đúng là phải đến trước cho em vì hôm qua em đi cả đêm nay về. Ừ, thế thế là đổ anh lại bị có 20 cây. Hôm nay nếu mà không có em ở nhà thì anh nó không làm cho anh đâu. À thế ạ. Đấy, nhưng mà anh bảo trước là anh có điện nhờ em trước rồi. Đấy. Nhưng mà anh bảo trước rồi nhưng anh phải điện cho em. Ừ, em sao anh thế. Ừ. Ok, sau mà muốn xuống nhờ em thay giúp cho anh bị sang cả nhiên thì tính sau. Nhưng mà sau anh sẽ điện. Vâng, cảm ơn em và cảm ơn em rất nhiều. Vâng. Anh em nhá. Tin tưởng yên tâm tuyệt đối ở Trung Kiên Moto. À. Video thực tế 100%, không dựng ghép. Anh nhiều khi anh càng nói như thế người ta lại càng nghĩ mình diễn đấy. Nhưng mà kệ, vì đây là việc của người ta nghĩ thôi. Kệ. Còn chỉ biết là đây là anh tên là gì ạ? Tên là tôi cho anh giống tên được không? Giống tên ok. Ngại. Rồi. Có nghĩa là anh đi cùng với anh đi ra đâu rồi? Anh đi đến nhà em là càng nó lại cả bên. Ừ. Nó hết bên. Lệch bánh so với đuôi ở bên. Thì nhiều người sẽ nghĩ nó là lệch khung. Chắc chắn là nhiều người nghĩ là khung. Nhiều người phán lệch khung hoặc là lệch càng. Mà may anh tỉnh là anh không cho thợ xử lý khung. Chứ nếu mà động nếu mà khung thì may dở hơi là vứt đi. Nó sẽ lệch theo cái càng. Tại vì xe là xe cỏ mà lệch mà xử lý khung mà lát cái khung thì cái gì? Cái càng nó lệch muốn nắn nó cân ấy. Ừ. Mình nắn khung ấy thì là mình đang lấy cái khung thành cái càng. Mình ép nó phải cân. Mà lại mất tiền oan, mất thời gian chờ. Thì nó sẽ đi đánh hai hàng ấy. Chắc. Mà bây giờ để đi thì trả ra hồn xe mà bán thì mất tiền oan. Bán rất rẻ.
xe mà đã xử lý khung với cả xử lý càng mà vẫn lệch thì vẫn bán đi vẫn mấy triệu. Đúng rồi. Đấy. Đấy em là còn cái chân này này trong em cái tai bạn xuống thứ nhất là được gặp em là rất là vui idol theo dõi kênh rất lâu rồi đấy và đấy nó mới chuẩn như thế. Mà đây là cái xe tàu nha, nô mà lắp đây chưa chắc nó chuẩn, mà đây là càng chuẩn luôn, lắp vào gáo và là chuẩn luôn. Không phải đâu anh ạ, thực ra mà nói như này này, cái càng này nó không đáng bao tiền, nó cũng chỉ hơn triệu thôi. Đấy kể cả loại rẻ vài trăm có. Anh có tiền nữa anh cũng chỉ gá cái loại này tại vì xe nó nhiều rồi cái chuẩn kế. Đấy, nó quan trọng hết bệnh anh ạ. Nhìn nó mộc nó đều xe. Quan trọng hết bệnh. Quan trọng hết bệnh thì có điểm của em này này. Nhiều người lên mạng xã hội ý, có điều kiện đúng không? Thì mình vào là ngon hơn, chất lượng hơn. Nhưng mình không phải không điều kiện, mình đơn giản là mình cảm thấy cái tầm đấy là vừa của xe. Hoặc là sau này ấy thì mình lại thích này. Kiếm con xe nhờ em cũng xe đẹp. Hoặc là lúc mà dình video của em mình lấy được con xe dinh mẫu đổ về thì lúc ấy hợp lý giá thì lúc ấy xuống. Ví dụ như sau này anh bảo kia con này anh thích thì đổi ngay, con này ok ngay anh đổi ngay. Mà được gặp nhờ idol rất vui. Đến mấy lần rồi không được gặp. Đến với em thì em quan trọng là được việc thôi. Đến với em vẫn nói trên mạng đấy, được việc phải xong việc. Có tất cả cơ sở này, ai làm tử tế hết, ai làm ok hết, nhưng quan trọng là chỗ nào đúng chỗ hay không. Kể cả làm không có chỗ anh chỉ hay chỗ đấy không được, anh cũng bao giờ nói tên. Kệ, không vẫn được thì mình ngại mình không đến nữa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, không nói tên người ta ra. Chứ còn bây giờ lên mạng xã hội cứ nói kiểu câu buộc ghét cho ăn là cái gì ra. Mình chỉ nói là nếu mà cơ sở đấy làm chưa được và mình làm chỗ này thế thôi. Đấy em lắp vào cái tắt luôn. Đấy. Còn trong nước căn chỉnh cái đuôi này cho anh là không chuẩn thiết này được. Chứ bây giờ anh mà, nhưng mà mỗi lần anh sửa đấy mất 200.000 à? 200.000, 250.000. Hai lần là 500. Hai lần 500. Chứ nó đi bằng gọi là nửa tiền mà mất 2 tiếng trở đó. Ở đây như này là khoảng 30 phút. Mà về anh thật là nhìn con xe tiền bao nhiêu không quan trọng, nhưng nhìn con xe là chối quá. Đúng rồi, đúng rồi, hiểu. Nhìn chối. Cái cảm giác là mình xe thì tiền. Mình đã lấy xe ít tiền rồi, nhưng mà cái đuôi nhìn thế này xử lý cho thợ xử lý rồi mà nhìn nó vẫn cứ như thế, thậm chí là kém hơn. Thế thì em nói may như này, khi nhà em làm xe lô ra 20 triệu thì em thâm tâm em muốn làm xe lô đấy đâu, 20 triệu không muốn làm đâu. Nhưng đấy, quan trọng là cái người dân và khách hàng của em cái cảm thấy 20 triệu. Lô của em giá và là lô loại tốt, nhưng mà lô với nhiều loại lô. Đúng rồi. Đấy, cho nên cái giá tiền nó làm anh em làm thủ công. Đúng rồi. Làm cái giá đấy thì tính đến gì đúng không? Vâng. Đấy, như tính anh vui tôi tính thanh niên thoải mái. Cảm thấy hợp lý thì mình chơi không lý thôi. Thế thôi, đây giá báo trước cho anh mà. Còn lại 800. Thì sao? 1 triệu trừ nữa 2 triệu. Thì bây giờ anh em mình không phải là ai ép buộc ai đâu. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nó phải anh, em thích như thế. Tức là kể cả anh quý mến thì không đến, em không biết anh là ai đâu mà. Thứ nhất là quý mến em, thứ hai là cái tưởng rất là quý của cửa hàng mình. Đấy. Vì thực ra về nhà một lần đó thì anh đã chơi Win rất nhiều người sẽ thích. Một lần đó của anh ấy khoảng bao nhiêu lần quảng cáo chứ. Nghìn lần bỏ anh cái đam mê, cái dòng đam mê. Thế mà nếu anh không đến ở nhà anh cũng bao nhiêu chiếc mấy chiếc kia để đi làm xe ga thế, để đi làm còn xe này đi nó nhầu nhầu thôi, nhưng mà hóng gió cho kiểu xe nhầu nhầu. Ok, chốt kèo anh nhá, cho toàn nó vào là xong. Mình biết em về công việc. Ok, cảm ơn anh em nhá. Anh có biết gì lên mặt lên sóng rồi anh ngại mặt xấu.